cả anh em đến Quang Thái nông cơ nhé anh em. Hôm nay Quang Thái sẽ review cái cỏ cây chô anh em, cây 46 anh em. Thì anh em nào mà tín đồ của Magin Gia Băng thì chính là nó nha anh em. Hôm nay Quang Thái sẽ làm clip báo cho anh em mình biết nè, và tặng nhớt nha anh em. Anh em ha, đây là nhớt echo này, tặng cước này, đấy, tặng bách cước này, tặng nửa cái cước với một lít nhớt nha anh em. Hàng này là hàng echo sản xuất tại nhà máy nha anh em, Yamabico này anh em, của Nhật nha anh em. Anh em thấy ngay chỗ cái xi lanh nào đấy. Thì trọng lượng bản thân á, thì cái đầu nặng 4kg và cần bắt vô nó đầy đủ hết thì đâu đó cũng tầm 4kg nữa là 8kg nha anh em. Bít tông thì 42mm, hàng chính hãng của Nhật nha anh em, thật nhà máy tại Nhật anh em ha. Thì phụ kiện kèm theo nè anh em, mà bên hãng có tặng cho anh em mình một cái lọc gió nè, đỡ xe cua nha anh em, và một cái dao, một cái dây đeo nè của echo nè, khá là xịn nha anh em. Cần đấy, cần thì cần 28, cần echo nè anh em hả, cần 28. Nó có sơn tĩnh điện ha, màu ánh vàng này, nhìn khá là chắc anh em ha, khá là chắc chắn. Đấy, phụ kiện kèm theo thì tặng lục giác 4, lục giác 5 này anh em ha. Rồi trục vít tiếp tiếp mở bu ri anh em ha. Và ốc này, 4 ốc dạng tâm này, 2 con ốc dạng cái chân này anh em ha. Cái túi đồ nghề. Đấy, thì bên Quang Thái có tặng cho anh em mình nửa ký nhất, nửa ký cước vuông 40mm này, với một bát cước ha, một bát cước cải tiến này, với một lít nhớt nha anh em. Đấy, tay lái trái, tay lái phải, và phiếu bảo hành thì chắc chắn là hàng chính hãng rồi đây anh em. Số series ha, 003-2208 anh em ha. Thì đây phiếu bảo hành đây anh em ha. Nhà hàng này là hàng sản xuất tại Nhật nha anh em, là số series đây. Đó, y chang với số series trên thùng và trên phiếu bảo hành nha anh em. Japan này anh em, Y46 này anh em ha. Đó, nhà máy là Yamabico, chế thì One Pro nha anh em. Và đặc biệt cái hàng của Nhật á, thì bình xăng kín nha anh em, bình xăng kín này anh em ha, nắp xăng này nó kín. Thì anh em mình nghiêng đồ nó không có bị tràn xăng ha. Con này, dây ban này, và nó cái áo gió nó là bằng kim loại nha anh em, echo. Echo thì hồi xưa giờ nó vậy ha, kiểu dáng nó vẫn vậy anh em ha. Và buri thì buri NGK 7E nha anh em, NGK 7E anh em ha, có điện trở anh em ha. Đây là E, chế thì chế One Pro, có chỉnh xăng nha anh em, có biết chỉnh xăng này anh em ha. Hàng này anh em mình mà mơ hàng Magin Japan thì chính là nó đó anh em. Bây giờ thì hàng Magin Japan thì hiện tại bên Quang Thái chỉ có Mero 420 nè, đấy, về echo thôi anh em ha, echo 46 nè. Thì trọng lượng của nguyên cái bộ như thế này, như bộ cái cỏ nha, cái trọng lượng khô là 8kg nha anh em, 8kg. Đấy, thì bít tông nó 42mm anh em ha. Đấy, thì clip hôm nay thì Quang Thái quay cho anh em mình xem để biết là hàng echo. Đấy, thì nó là bít tông nó 42mm và hàng sản xuất tại Nhật nha anh em nào mơ hàng Nhật thì Quang Thái có ha, echo và Maru là sản xuất tại Nhật anh em ha. Đấy, thì đây Maru nè, Maru 420 nè, sản xuất tại Nhật nè, echo cũng sản xuất tại Nhật. Thì hàng echo thì nó khá là mạnh nha anh em, echo cái nó bít tông nó 42mm thì nó quất bát cước nè, quất bát cước khá là mạnh anh em ha. Và đặc biệt là hàng sản xuất tại Nhật thì cũng có một số anh em nhà mình đó mơ hàng Nhật ha, mơ hàng sản xuất tại Nhật thì chính là em nó đây anh em ha. Đấy, thì tiền thân của echo là Curit anh em, tiền thân của echo là Curit ha. Nếu hồi xưa anh em mình dùng hàng Nhật bãi thì anh em mình khá
khé rành hả? Khé rành, khé hiểu biết về kìa cái hãng Kiu Rít ha anh em ha. Mấy cô này anh em. Rồi, thì Quang Thái cũng hôm nay cũng quay cái này cho anh em mình xem. Cần của Echo anh em ha. Nhìn nó to anh em. Anh em à, nhìn nó rất là đầm và to. Cầm này. Cầm tay ghe này anh em ơi. Và nó sơn cái màu tĩnh điện màu vàng. Màu vàng nhìn nó rất là dữ nha anh em. Nhìn nó nhìn vô thấy nó mạnh lắm anh em. À, đây là đầu bò ha. Anh em ha. Đầu bò của Echo. Cái mát. Mát là 9.000 vòng nha anh em. 9.000 vòng nè. Hàng Echo thì xài khá là ổn rồi. À, anh em ha. Cái tông là 42 mm. À, đặc biệt clip hôm nay thì Quang Thái tặng cho anh em mình cái lít nhớt, 1 lít nhớt và nửa cái cước ha. Nửa cái cước này chỉ giá 100.000 rồi anh em ha. Cước vuông 4 ly. Rồi Quang Thái cũng chào thân ái anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em nhé. Anh em mình còn thì cứ liên hệ ha. Chào anh em. Chào thân ái anh em. Bye bye anh em.